Không che mặt khi nhận thưởng, tỷ phú Việt Lót đã có cuộc sống khổ cực đến không ngờ. Một tỷ phú Việt Lót người Hải Dương đã mang số tiền lớn tặng người chủ nơi anh đang làm thuê. Ông chủ vỡ òa hạnh phúc và vô cùng cảm động. Người lái xe Phan Quốc Thủy quê huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã bước sang một trang mới sau khi trúng giải Z-Cup 2 trị giá hơn 5,7 tỷ đồng của một loại hình xổ số tự chọn Bauer 655. Anh này nhặt được tờ 2.000 đồng rồi đánh Việt Lót và không ngờ trúng tiền tỷ. Anh không sử dụng mặt nạ che mặt khi nhận giải và sau đó cuộc sống có nhiều xáo trộn. Theo tờ Dân Trí, ngoài số tiền anh biếu bố mẹ hai bên nội ngoại và người thân khoảng 1 tỷ đồng, còn lại phải cho nhiều người vay tiền bất đắc dĩ. Người mượn ít nhất thì 10 đến 20 triệu đồng, người mượn nhiều thì 50 đến 100 triệu đồng. Vì cả nể nên tôi cũng đành cho mượn, anh Thủy nói. Sau khi trở thành tỷ phú, suốt 2 tháng liền, anh này chịu rất nhiều áp lực và những chuyện thêu dệt từ trên trời rơi xuống. Vợ chồng anh Thủy có 2 con nhỏ đang học mẫu giáo, vợ anh làm nghề trang điểm, còn anh Thủy thì đang lái xe cho một công ty cao su ở Kon Tum với tiền lương mỗi tháng khoảng 6,5 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng anh cũng trích 1,3 tỷ đồng tiền trúng số mua một chiếc xe tải 15 tấn để kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Gia đình tôi cũng đang dự định mua thêm chiếc xe ô tô 7 chỗ để che nắng che mưa cho con cái đi học. Trên này nắng gió vất vả lắm, anh Thủy nói. Trái ngược với cuộc sống xáo trộn của gia đình anh Thủy, anh Nguyễn Đình Mười, quê ở xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, người trúng số 3,6 tỷ Việt Lót không có nhiều biến động. Anh vẫn làm thợ sửa khóa cho ông chủ ở Hải Dương, vợ chồng con cái vẫn sinh hoạt như bình thường. Về việc chi tiêu 3,6 tỷ, anh Mười tiết lộ anh đã dành 200 triệu đồng tình nghĩa để tặng cho ông chủ của mình. Người chủ đã rất vui mừng, vỡ òa trong hạnh phúc và ôm chầm lấy anh Mười vì món quà bất ngờ. Ông chủ là người đã dạy nghề và cưu mang gia đình tôi suốt 20 năm nay. Tôi làm thuê trên mảnh đất này nên khi có chút lộc thì tôi cũng muốn chia sẻ cho ông ấy, anh Mười nói. Người này cũng dành tiền để làm nhà thờ họ, biếu bố mẹ và anh chị em thân thiết, tổng số tiền chia sẻ là 700 triệu đồng. Không đầu tư mua nhà cửa, xe cộ, tất cả tiền còn lại, anh Mười gửi vào ngân hàng để sau này lo cho con cái ăn học. Vị tỷ phú cho biết, vẫn làm cật lực ngày đêm vì có tiền mà không lao động thì cũng sẽ hao mòn nhanh chóng. Trúng độc đắc Việt Lót 71 tỷ, hơn 300 ngày tiêu tiền của anh thợ hàng. Với gia đình anh Dũng, trúng xổ số Việt Lót đã đem lại cuộc sống hoàn toàn mới. Từ một công nhân thợ hàng, giờ anh đã trở thành tỷ phú. Giờ anh nghỉ ở nhà lo nội trợ, các con được học nghề, học trường tốt. Nhưng đến nay, anh vẫn sợ. Phải xuất hiện mặt trên báo chí truyền thông. Đến nhà anh Nguyễn Minh Dũng 37 tuổi, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi phải ngồi đợi khá lâu bởi anh đang tất bật trông coi thợ thầy đang trong các công đoạn hoàn tất căn nhà ở đường Tên Lửa, quận Bình Tân, để kịp đón Tết Nguyên Đán này. Nghe tin phóng viên đến nhà, anh Dũng ban đầu có vẻ ái ngại. Giờ tôi ám ảnh, sợ quá luôn rồi. Cuối năm ngoái, tôi lên nhận giải 71 tỷ đồng đó, chiếc mặt nạ quá nhỏ nên nhiều người quen biết. Từng gặp mặt đã nhận ra tôi. Rồi người này nói người kia, ai cũng biết. Đủ mọi thành phần truy tìm tôi, rồi xin nữ, thậm chí là cả quê ai cũng biết. Tôi phải trốn, không dám nghe điện thoại. Anh Dũng tâm sự sau lần nhận giải đổi đời ấy, nhưng giờ vẫn còn ám ảnh vì những phiền hà. Anh tâm sự, có tiền kiểu này sợ thiệt. Người xin nữ thì đến đặt vấn đề hàng trăm triệu đồng. Ngồi quán cà phê mà tôi cũng không dám ngồi. Rồi tôi phải làm tiệc ở quê, chi lộc, mỗi bà con đến dự sau khi ăn uống xong, cũng có phong bì mang về. Vợ chồng tôi cũng đã làm từ thiện khắp nơi. Tuy anh Dũng không nói chi tiết, nhưng lộc mà anh chia ra sau lần nhận giải thưởng cũng đó, ước tính nhiều tỷ đồng. Sau hơn một năm trúng giải Z-Cup, anh Dũng vẫn từ chối lộ diện trên truyền thông. Vì sợ những phiền phức lại ùa đến. Hơn một năm trước, tôi đeo cái mặt nạ nhỏ đó nhận giải, có người nghĩ tôi được thuê mướn làm việc đó. Rồi đủ thứ phiền phức ùa đến, phải trốn khổ sở. Giờ mà lên hình trên báo chí nữa thì cũng sợ thật. Tôi sợ lại bị làm phiền, và sợ nhất là có người nghĩ tôi lại trúng Việt Lót thêm lần nữa, thì chỉ có nước bỏ xứ đi luôn, anh Dũng chia sẻ. Từ thợ hàng thành tỷ phú.
cùng gặp mặt trong buổi hôm ấy có vợ anh Dũng. Tuy nhiên chị ít nói, ở khuôn mặt chỉ là nụ cười hạnh phúc, viên mãn. Anh Dũng kể lại, trước đây anh làm công nhân thợ hàn, còn bà xã phụ bạn ở quán cơm. Anh chị cùng quê, đến với nhau đã 6 năm nay, ai cũng từng một lần đổ vỡ. Khi ấy vợ chồng tôi chỉ biết làm tối mặt tối mũi, chỉ mơ làm dành dụng được ít tiền. Lấy gửi ngân hàng để hàng tháng có lãi mà chi tiêu. Nhưng với công việc như thế, thì chuyện đó cũng là mơ ước. Khi ấy, vợ chồng tôi sống nhờ nhà người khác, không phải tốn tiền trọ, anh Dũng nhớ lại ước mơ thời chưa đổi đời. Rồi anh kể, từ khi xổ số Việt Lót ra đời, anh bắt đầu tìm hiểu và chơi, nhưng chỉ ở mức trung bình 2 tờ mỗi ngày. Sau 3 tháng chơi Việt Lót, anh trúng giải 71 tỷ đồng. Ước mơ đổi đời thành hiện thực đến. Trong một ngày đập trời làm anh Dũng choáng váng. Phiền phức đủ chuyện nhưng cuối cùng, số tiền cũng đã giúp thay đổi cuộc sống gia đình anh. Sau khi trúng giải khủng, anh Dũng nghỉ hẳn nghề thợ hàn mà chuyển sang kinh doanh. Hôm gặp mặt, anh Dũng khoa vừa mua lô đất gần nhà 4 tỷ đồng, chỉ một thời gian ngắn đã có người trả 7 tỷ đồng, nhưng anh chưa bán. Từ số tiền trên trời rơi xuống, vợ chồng anh giúp đỡ hai bên gia đình, dựng lại ngôi nhà khang trang cho cha mẹ ở quê. Khi vừa nhận giải xong, những phiền phức xuất hiện thì vợ chồng anh Dũng chuyển đến ở nhờ một người em ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Vài tháng trước, sau khi tính toán vững thỏi, vợ chồng anh tậu một miếng đất lớn, ngang 6 mét, dài 21,5 mét và hiện đang trong quá trình hoàn tất để kịp đón Tết. Ngoài ra, anh đang định xây thêm một dãy nhà trọ để cho thuê kiếm tiền chợ hàng ngày. Sau khi trúng giải, vợ của anh Dũng cũng nghỉ phụ bán cơm, ở nhà lo nội trợ. Năm đứa con trai gồm cả chung lẫn riêng, hiện anh chị đều nuôi dưỡng. Các con lớn đã nghỉ học, vợ chồng anh tính toán cho học nghề. Đứa nào còn đi học thì anh chuyển sang trường. Có môi trường tốt hơn. Anh chị chỉ có với nhau một đứa con chung, nay mới 5 tuổi. Anh Dũng nói thêm, vài tháng trước vợ chồng anh từng có ý định đưa cả nhà sang định cư nước ngoài. Nhưng suy đi nghĩ lại, có tiền thì sống trong nước vẫn tốt hơn. Ở nước ngoài, không trình độ, nghề nghiệp thì có chăng cũng là làm thuê. Có tiền anh Dũng cũng tậu thêm chiếc ô tô 2,6 tỷ đồng để tiện đi lại. Ngoài ra, anh còn mua thêm một chiếc mô tô khủng trị giá 800 triệu đồng mà anh mơ ước từ khi làm thợ, không dám sờ vào. Anh Dũng chia sẻ, khi nhà xây xong, vợ chồng anh sẽ đi du lịch Nhật Bản một chuyến. Kết hợp thăm em vợ đang định cư ở đây. Hiện phần lớn số tiền trúng giải, anh Dũng đang gửi ở ngân hàng để hàng tháng lấy lãi chi tiêu, trang trải. Nhờ trúng giải giá cóp hơn 71 tỷ đồng. Cuộc sống của vợ chồng anh Dũng đã bước sang trang mới. Song, vợ chồng anh vẫn chi tiêu đúng mực, sử dụng đồng tiền hợp lý, có sổ sách thống kê lại hẳn hoi. Đến thời điểm này, anh Dũng kể vẫn nhớ như in dãy số trúng thưởng. Khi chia tay, anh Dũng còn chìa ra vài tờ giấy số Việt Lót và khoe, đến giờ đều đặn tôi vẫn có thói quen mỗi ngày mua 2 giờ 3 tờ giấy số này. Biết đâu tôi lại may mắn trúng giải thêm lần nữa. Bỏ 185 triệu mua Việt Lót sanh độc đắc dắt cóp 200 tỷ đồng. Một vị khách đã mạnh tay chi số tiền kỷ lục hơn 185 triệu đồng để mua một vé xổ số Việt Lót tham dự kỳ quay hôm qua, ngày 6 tháng 1, nhưng rốt cuộc vẫn trượt tổng cộng dắt cóp hơn 200 tỷ đồng. Kể từ khi ra mắt hôm ngày 1 tháng 8 năm 2017, sản phẩm xổ số Power 655 của Tổng Công ty Xổ số Điện toán Việt Lót vẫn chưa tìm được chủ nhân của giải dắt cóp 1. Tại kỳ quay số mở thưởng tối qua ngày 6 tháng 1, số tiền giải thưởng jackpot 1 của sản phẩm Power 655 đã lên tới 213 tỷ 511 triệu 539 ngàn đồng, tương đương gần 10 triệu USD. Đây là số tiền thưởng khổng lồ được cộng dồn trong suốt 4 tháng qua với 69 kỳ quay. Để tham gia kỳ quay này tại một điểm bán hàng của Vietlott tại Hải Phòng chiều ngày 6 tháng 1, một vị khách giàu có đã chịu chơi mua luôn một vé loại bao 18 với tổng giá trị tiền bỏ ra là 185,64 triệu đồng. Thế nhưng, vị khách này quá đen đủi khi so kết quả không trúng nổi các giải độc đắc nào cả jackpot 1 lẫn jackpot 2 trị giá hơn 3,68 tỷ đồng. Vé bao 18 trị giá 185 triệu của Vietlott. Dãy số trúng thưởng kỳ quay này là 0411243541445 và cặp số thứ 7 để giải jackpot 2 là 17. Trong khi đó, bao 18 của vị khách trên có 18 cặp số
0203065111271720 2335 2832 3437 4143 4548. Tại thời điểm mua vé, giá trị jackpot 1 của kỳ quay liền kề trước hôm ngày 4 tháng 1 đã vượt quá ngưỡng 200 tỷ đồng, lên tới hơn 217 tỷ đồng. Đây là lý do khiến cho nhiều vị khách đổ xô mua vé Power 6 trên 55, sẵn sàng mở hầu bao chia hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để chơi số. Một nhân viên bán hàng của Vietlott tiết lộ, khi giải gần sát ngưỡng 200 tỷ đồng, đã có khách mua một lúc 3 đến 4 vé loại bao 18, với tổng số tiền trả một lúc cho quầy bán vé từ 550 triệu đến 750 triệu đồng. Nếu trúng giải thì số tiền thưởng lớn gấp 30 đến 40 lần. Theo nhân viên này, chuyện khách mua bao 18 với giá 185 triệu đồng không phải là hiếm. Ước tính trên nhiều điểm bán vé của Vietlott đã ghi nhận có tới hàng chục khách hàng bạo tay đầu tư số tiền khủng này để chơi số. Theo thể lệ chơi số của Vietlott, hình thức chơi bao sẽ gồm có từ bao 5 cho đến bao 18 và sản phẩm bao 18 là loại vé đắt nhất hiện nay. Bao có nhiều bộ số tham dự vì giá trị tiền mua vé sẽ càng tăng cao. Với sản phẩm Power 655, bao 18 là loại vé dự thưởng với 18 cặp số trong tổ hợp số từ 0 đến 55. Từ 18 cặp số này sẽ sắp xếp và sinh ra được 18.564 dãy số, tức 18.654 bộ số để tham gia dự thưởng. Do đó, xác suất trúng giải jackpot sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ mua một bộ số thông thường với giá 10.000 đồng. Công ty Vietlott cho biết xác suất trúng giải jackpot 1 của Power 655 là 1 trên 28,9 triệu, thấp hơn gấp 3,5 lần so với xác suất trúng Mega 6 trên 45 chỉ 1 trên 8 triệu. Tuy nhiên, Power 655 lại có thêm giải jackpot 2 có xác suất trúng thưởng là 1 trên 4,8 triệu, khả năng trúng thưởng cao gấp 1,6 lần so với jackpot của Mega 6 trên 45.